Cách nấu ăn ngon nhưng mà độc. Nấu nướng với giấy bạc giúp bạn chế biến nhanh và đảm bảo được hương vị món ăn. Việc dọn dẹp cũng đơn giản hơn, tuy nhiên phương pháp chế biến này cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Giấy bạc ngày càng được sử dụng rộng rãi và điều đó khiến các chuyên gia lo ngại, bởi vì một số thành phần của miếng giấy bạc sẽ thấm vào thức ăn, về lâu dài rất hại cho sức khỏe. Theo WHO, cơ thể con người có khả năng bài tiết một lượng nhỏ nhôm, do đó nếu bạn hấp thu 40mg nhôm trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày thì đây vẫn là mức an toàn. Tuy nhiên, nhiều người có thể nạp lượng nhôm nhiều hơn mức cho phép. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi cơ thể bị phơi nhiễm với nhôm. Theo đó, người ta phát hiện những người mắc bệnh Alzheimer có một lượng lớn nhôm tích tụ trong mô não. Nhôm cũng làm sụt giảm số lượng tế bào nên rất nguy hại với người bị bệnh về xương hay suy thận. Một nghiên cứu đăng trên tờ International Journal of Electrochemistry đã tiến hành điều tra số lượng nhôm rỉ vào món ăn khi nấu nướng với giấy bọc nhôm. Con số này chênh lệch tùy vào nhiệt độ nấu và độ axit của món ăn. Cá và cà chua là giàu axit nhất, nhưng nhìn chung là dù có nấu món gì với loại gia vị nào, nhiệt độ bao nhiêu thì nhôm vẫn sẽ lẫn vào món ăn. Sự tác động của nhôm đến cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn tình hình sức khỏe tổng thể của bạn, cơ thể bạn có khả năng đào thải ra bao nhiêu nhôm. Thực tế mà nói, một số loại song chảo cũng được làm từ nhôm, nhưng nhôm trong song chảo ít hơn nhiều so với trong giấy bạc. Việc đun sôi nước nhiều lần trong song chảo mới có thể tạo ra một lớp bề mặt giúp ngăn chặn nhôm hòa vào thức ăn. Tuy nhiên giấy bạc chỉ được dùng một lần, vì vậy không có cách nào để tạo lớp bảo vệ trước khi nấu ăn. Và do bản chất dễ bay hơi của nhôm, phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình nấu ăn sẽ khiến chúng dễ thoát ra và xâm nhập vào thức ăn. Lời khuyên cuối cùng của các nhà khoa học là chúng ta nên hạn chế, thậm chí từ bỏ việc nấu nướng với giấy bọc nhôm. Bạn có thể thay bằng khay thép không gỉ, nồi thủy tinh hoặc sứ đối với các món roti trong lò nướng, hoặc dùng lá chuối để. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.